Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Đẩy mạnh thi đua tỏa sáng tinh thần yêu nước, cống hiến. 67 tác phẩm báo chí được trao giải Diên Hồng lần thứ nhất. Phát huy sức mạnh của nhân dân trong đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2023, sáng 11 tháng 6 tại Hà Nội, Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương đã tổ chức hội nghị biểu dương tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc. Cách đây 75 năm, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, trong đó người chỉ rõ thi đua là yêu nước thì phải thi đua, nhưng người thi đua là những người yêu nước nhất. Từ đó đến nay, thi đua yêu nước đã trở thành phong trào rộng khắp cả nước với sự tham gia tích cực của người dân và đạt được những kết quả to lớn. Đây là một động lực quan trọng để cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị thời gian tới cần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, cán bộ đảng viên và nhân dân, tiếp tục phát động tổ chức các phong trào thi đua yêu nước có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kiểm tra, giám sát, tránh tiêu cực, lợi dụng thi đua khen thưởng vào mục đích cá nhân, lợi ích nhóm. Nhân dịp này, 75 gương điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước tại các bộ ban ngành địa phương đã được trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Tại lễ tổng kết và trao giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân lần thứ nhất, giải Diên Hồng vừa được tổ chức, đã có 67 tác phẩm báo chí xuất sắc được vinh danh. Với vai trò là cầu nối gắn kết mật thiết các cơ quan dân cử với nhân dân cử tri, báo chí ngày càng thể hiện là một kênh thông tin tuyên truyền, phản biện đầy trí tuệ và trách nhiệm với đất nước. Các tác phẩm báo chí dự giải và được trao giải là sự kết tinh tâm huyết, tinh thần trách nhiệm của các nhà báo đối với các cơ quan đại biểu của nhân dân. Trong đó nhiều tác phẩm báo chí có sự tìm tòi, đột phá, mới mẻ, sáng tạo, hấp dẫn, được độc giả đón nhận và đánh giá cao. Ban tổ chức đã trao 5 giải A, 13 giải B, 16 giải C, 31 giải khuyến khích và 2 giải mở rộng ngoài cơ cấu. Lựa chọn tôn vinh 15 cơ quan đơn vị có những đóng góp tích cực và có thành tích xuất sắc, góp phần vào thành công của giải Diên Hồng lần thứ nhất. Cũng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã phát động giải Diên Hồng lần thứ hai, được tổ chức vào đầu tháng 1 năm 2024, nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam, mùng 6 tháng 1 năm 1946, mùng 6 tháng 1 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ. Do đó, mỗi người dân sẽ là một pháo đài kiên cố để bảo vệ và ngăn chặn mọi âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các đối tượng thù địch, phản động. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng răn dạy, có lực lượng dân chúng việc to tát mấy, khó khăn mấy làm cũng được, không có thì việc gì làm cũng không xong. Vì thế, các tầng lớp nhân dân cũng chính là tai mắt của Đảng, chính quyền, đoàn thể trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân thì việc gì làm cũng thành công. Có thể lấy ví dụ minh chứng từ thực tế tại khu phố Xuân Nội, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn. Năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ khu công nghiệp Bỉm Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn, Hoàng Hóa. Theo đó, hơn 40 hộ dân trong khu phố phải bàn giao mặt bằng để phục vụ dự án. Mở đường là mở ra cơ hội phát triển kinh tế xã hội nên đa số các hộ dân đều ủng hộ. Song cũng có một số hộ dân do chưa hiểu thấu đáo nên đã có tư tưởng chây ỳ, kéo dài thời gian, làm chậm trễ trong việc bàn giao mặt bằng. Trước tình hình đó, cấp ủy chính quyền phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn đã gặp gỡ trao đổi với các hộ dân chưa đồng thuận, đồng thời vận động những người dân trong khu phố đã đồng tình bàn giao mặt bằng làm tuyên truyền viên, giải thích để hàng xóm của mình hiểu và ủng hộ dự án. Nhờ vậy đến nay, 100% hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án tại khu phố Xuân Nội đã nhất trí bàn giao mặt bằng, sẵn sàng cho việc triển khai dự án. Chúng tôi cũng tiếp tục để tuyên truyền vận động để cho làm thế nào là bà con nhân dân tiếp tục có cái những ủng hộ để làm cái tuyến đường này cho nó thông suốt và trở thành không có một cái điểm nóng gì nổi cộm trong bà con nhân dân. Những cái vấn đề về xây dựng hay là về một cái giải tỏa mặt bằng gì đấy thì chúng tôi đã nắm bắt rõ và hiểu được vấn đề, cùng nhau đến giải thích và động viên bà con và cần thiết xây dựng cái này và để nâng cao đời sống nhân dân lên để xóm làng nó đẹp hơn.
Hiện Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển viễn thông nhanh nhất thế giới với khoảng 75 triệu người dân sử dụng Internet. Tuy nhiên, trên môi trường Internet, bên cạnh các thông tin bổ ích tích cực là những thông tin tiêu cực, độc hại, không dễ kiểm soát ngăn ngừa. Do vậy, cuộc chiến chống lại những thông tin xấu độc, tư tưởng tiêu cực, chống phá không chỉ diễn ra trong đời thực mà còn trên cả môi trường mạng. Người dân với vai trò là chủ thể chính trong không gian mạng tiếp tục là nòng cốt trên mặt trận này. Bài viết này trên mạng xã hội Facebook đã có hơn 1.400 lượt bình luận. Trong bài, người viết có đề cập đến việc cán bộ công an đến nhà nhắc nhở làm căn cước công dân gắn chip. Nhưng do bận và thấy chưa cần thiết nên người dân chưa làm, đồng thời tỏ ra thắc mắc đối với sự nhắc nhở của cán bộ công an. Ngay khi bài viết vừa đăng lên, đông đảo người dùng mạng xã hội đã phản đối cách cư xử cũng như suy nghĩ chưa đúng đắn của người viết. Nhiều người dùng mạng xã hội phân tích cho người viết hiểu về lợi ích cũng như sự cần thiết của việc cấp đổi căn cước công dân gắn chip. Đó không chỉ là quyền lợi mà cũng là nghĩa vụ của công dân. Vì là trí tuệ tập thể, trí tuệ nhân dân, nhiều người bằng trình độ kiến thức và sự hiểu biết thực tiễn đã đưa ra những lý luận thuyết phục, phản bác quan điểm sai trái của người viết. Có thể thấy rằng cuộc chiến tư tưởng trên không gian mạng thì dựa vào sức dân đã đạt được kết quả tích cực và tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Thông tin thì trên thông tin đại chúng và điện thoại di động thông minh thì rất là nhiều, cho nên là có một cái thông tin nào đó mà trái chiều với đảng và nhà nước thì ngay cả bản thân người dân, các tổ chức, nhất là các cái hội đoàn thể và người dân thì người ta bây giờ người ta cũng nhận thức rất rõ ràng rồi. Và những cái tin mà xấu thì chúng tôi sẽ bằng mọi cách chúng tôi sẽ phải tẩy chay những cái tin đấy. Đảng và nhà nước ta xác định rõ trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh ngăn chặn, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, bên cạnh vai trò của cả hệ thống chính trị rất cần sự tham gia của toàn thể nhân dân. Để làm được điều này thì mỗi cấp ủy chính quyền cần nhất quán quan điểm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Khi mỗi người dân hiểu đầy đủ, đúng đắn về bản chất sự việc thì chính người dân sẽ là người tuyên truyền, chia sẻ những thông tin chính xác để không bị kẻ xấu xuyên tạc, thổi phồng. Công việc ở trong khu phố ấy thì đều được dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra, và cũng là người dân thực hiện. Và việc mà nắm bắt cái ý kiến của bà con nhân dân thì cũng đã nắm bắt rất là kịp thời. Và các cái ý kiến phản ảnh của bà con nhân dân thì chúng tôi cũng đã kịp thời trao đổi và xử lý các cái thông tin tại chỗ. Chúng tôi cũng coi mỗi người dân là một tuyên truyền viên để cùng đưa những chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước vào trong thực tiễn cuộc sống. Thì khi mà mỗi người dân cùng hiểu, cùng nắm bắt được thì sẽ cùng tuyên truyền, một người biết, hai người biết và nhân rộng lên. Một tổ dân phố thống nhất thì cả khu phố cũng sẽ thống nhất. Chính vì như vậy nên là các cái chủ trương của Đảng từ cấp trên cho đến cấp xã phường triển khai xuống khu phố, xuống các tổ dân phố đều được nhân dân đồng tình và ủng hộ rất là cao. Bên cạnh đó, cấp ủy chính quyền các cấp cũng cần quan tâm chăm lo phát triển đời sống kinh tế xã hội của nhân dân. Khi người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc thì sẽ ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Mình thì có chủ trương chuyển đổi cái mô hình này thì cũng có đề nghị với địa phương, chính quyền xã. Thì chính quyền xã cũng rất tạo điều kiện cho gia đình làm kinh tế. Tôi cũng nghe theo chính sách của xã và chính quyền địa phương thì cũng làm theo, thì thấy cái mô hình thì làm thì cũng phát triển tốt, đấy là rất là hiệu quả. Tổ chức thực hiện các cái nghị quyết của Đảng, cái chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đi vào lòng dân để rồi dân thấy được là những cái hiệu quả của cái quá trình lãnh đạo, kết quả lãnh đạo của mình, để dân tin. Thì khi mình nói thuyết phục với dân thì cũng có hiệu quả, bởi vì khi mình nói về những vấn đề này, vấn đề kia, mình phải đấu tranh phản bác lại các tư tưởng xấu độc thì mình phải làm chứng tỏ là mình làm rất tốt việc này. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng khẳng định tin ở dân, chăm lo cho dân, lấy dân làm gốc là một bài học lớn được rút ra từ chiều sâu lịch sử đất nước ta. Đảng ta dựa vào nhân dân, tin tưởng vào trí tuệ của nhân dân, chăm lo cho cuộc sống vật chất, tinh thần của nhân dân là điều căn bản, cốt yếu, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ đó, phát huy được sức mạnh của quần chúng nhân dân trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam, xã hội chủ nghĩa. Chuyên mục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tuần này xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website truyền hình thanh hóa.vn hoặc trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại.